Bẹp lên dính nước, bỏ rất lâu rồi này. Con này chắc phải bỏ lâu lắm rồi nhỉ. Đấy, mốc cái xanh đổi đâu màu. Quả dính nước cáo gì này. Này, gì này? Gì này, con ốc này hỏng rồi. Gì mà không tháo ốc ra luôn này, chết đùa. Nó bảo nó để lâu chưa hay là mới bị chị? Nhà có đại gia khác rồi. Nhà đại gia gì hết cả rồi. Mốc như thế này. Đấy, nó dính nước kiểu gì ấy. Nó kèm nguồn này, bấm thì vút lên cái về rồi này. Cái khủng nước vào kiểu gì thôi. Mặt sẽ bẹp rồi bẹp rồi. Con này zin không một nước vào. Không thấy tem thẩm đóng kìa. Ờ, tem đậu tàu. Không tem thẩm đóng đây. Zin cái gì nữa mà zin. Không, nghĩa là nó đóng áp suất cho không. Không, tàu dựng đây, khai xi vẫn có đâu. Rồi bên dưới, hết cả dòng, bên dưới là kinh lắm rồi đấy. Hả? Đây là con này bên dưới chập nặng lắm rồi đấy. Con này khó sống lắm. Để lâu quá rồi. Mốc như thế này rồi. Mặt trên như thế này rồi. Cái sim trong cả ấy cũng bị ấy rồi. Ốc gì hết rồi. Nó mới chết tao xử lý luôn vẫn khác. Mình tháo ra mình biết ngay là dính nước. Mà dính hết để lâu. Con này mà lên được thì cũng là huyền thoại đấy nhỉ. Nhìn trên sạch này thôi, nhắc mặt dưới lên thấy kinh. Tí mặt dưới bóc ra mới là dã man. Con ốc chỗ này này, không để nhắc lên này, lìa tôi cái mê này này. Con ốc đấy hơi dở hơi đấy. Thế nó mới vui chứ. Sao nó không bắt đè lại con này xuống lại cần con cái đè lên mới bắt nhỉ? Trên là mới khác đè lên trên. Thì thế làm hai tầng kiểu dở hơi. Thế mà là Apple. Đè xuống con khác đè trên kệ mẹ nó xuống. Chuyên làm kiểu ngơ ngơ, nhiều lúc ngơ ngơ kiểu đấy. Chắc là nhiều chỗ khôn thì phải có chỗ ngu tí. Bù lại nó khôn quá thì bao giờ nó chết. Rồi, bẹp sao, chỗ này rồi. Sao bọn này đóng kiểu xấu nhỉ? Vỏ thay. Không, nhưng mà nó đóng đẹp lắm. Nhưng bọn tẩm quyền đóng thì đóng đẹp lắm. Nhưng đóng kiểu này đâu. Nhưng bọn vớ vẩn đóng thẩm thế. Biết thế sợ bọn hàng bóng cái, hàng bóng cái. Đó chỉ có hàng vớ vẩn bọn đấy. Bóng bắp chặt lên chập luôn à? Mặt sau của nó đầy cần đẹp rắn lồng như vậy. Chứ men sửa rồi cho thế. Tông sạch sạch các phết chứ. Chập phết đấy sạch. Cái sim kìa, chỗ thì cái sim gần mốc hết rồi. Nó bỏ khai sim. Nhìn cái sim như này, mốc kinh khủng này. Nó bỏ khai sim chui vào. Chắc chui vào có khai sim đó. Chập con chồng rồi. Đẹp là khả năng vẫn cứu vẫn lên đó. Hả? Cái này khả năng vẫn lên đấy. Vẫn cứu được đấy. Còn vấn đề xử lý bên phòng cây sim kìa, long liếc sạch sẽ. Đây này, đi nó thối đây này. Cái này à? Thấy xấu xấu hết rồi. Áp mấy vô đây. Áp chẳng biết áp mấy vô. Vô cứng 3 vô. 3 vô. 3 vô cứng. Cái gì lắm. Cũng nhìn thấy sâu sâu hay là bóng con cũng chỉ lên như thế. Đó. Nó chậm nào. Không, bên là làm mát. Trên xuôi bên là mát thì nó cũng thổi chân. Nó sẽ đổ sai hay sao. Sơ đồ nó là mát, thôi chân. Đây là chân dương, đây là mát. Chắp tụi hơn nữa. Thế
Thì thế, thực luôn. Sơ đồ bên trong là dương, bên ngoài là âm. Sơ đồ, trên sơ đồ thì đây là mát này, đây là cực dương 3V này. Xong lại con ấy đang chập hai chân rồi, là, bỏ ra. Thấy nó chập, nó xấu, bẩn thế này, chập, bỏ đi. An toàn, cách ly luôn nó ra cho khỏe đi. Cứ cách ly đã, đóng xong, cứng ra. Có keo mà. Hai con này thích bẻ con nào? Hai con đấy, à, đâu song song. Song song. Thế con này tụ to vậy nhỉ? Phải đóng lại đúng không? Được thì đúng nên đóng lại. Nên đóng lại. Còn kệ nó cũng chẳng sao. Sống trên nó có số rồi, khó nói trước. Còn cứ nên theo giả xuất. Chọn phải đóng lại. Nhưng mà một số con Việt Nam mình lười bỏ hết mà. Các kỹ sư bên ngoài nó thế, nó bỏ, nó làm. Nên tại sao bên có nhiều khoảng trống là như thế? Samsung nó kiểu bên nó có nhiều cái chỗ trống là như thế. Còn hàng chuẩn thì nó chẳng bao giờ thiếu cái chân nào cả. Họ thiết kế thì không có thừa. Sửa có lắp cho nó thừa rồi cho khỏe. Chặt khớp. Cũng phết được đùa nó. Bậy thế không già cho cả. Bên trong đấy còn mấy con chở cái tụ đây. Tụ à? Trong đấy còn mấy con tụ nhỏ nhỏ nữa. Không sao. Tự động đánh nát nó ra bây giờ. Khó như thế không ra cho con này. Láo. Cứng không? Vừa khó vừa hàn nó không ra cho. Cứng phết đấy. Cái này không ra cho tưởng không? Cả hai rồi. Có keo nó gắn cứng lắm. Thấy không? Đã bay ra em phải ra ngoài. Kinh khủng lết cả chỗ này luôn. Một em, hai em. Để cứ đo lại hai chân bên dưới xem có không nha. Một chạm mát không nha. Nhẹ một cái dây sóng này loét luôn này. Dễ loét này. Đồn rồi. Cái này hết tông rồi. Cái chập đấy. Lên là lên là lên luôn là. Từ từ nguồn này sẽ lên. Nguồn này còn lên mà, phải nguồn này đâu. Được ạ. Xuống này. À, xuống rồi. Nó nhức không? Nguồn này rất ngưng không? Rất chọc lúc nãy bóng vút về luôn mà. Đánh ngôi màn đi, vệ sinh ngôi màn đi, kinh một xíu.
Chết chuyện lắm. Chỉ như thế thôi đấy. Bấm giật giật vệ sinh chán, còn vệ sinh làm lại sạch lại màn này, xong mới cởi nữa. Hôm bị sóng à? Hôm bị ngủ sóng ngủ. Bình thường nhé, ta đi ngồi bình thường nha. Thôi không phải ngu gì nhỉ, lại bắn nhắn rồi, mất cả một lực rồi, đây là tự nhảy, là tự nhảy này, cả một lực có vấn đề này, chính nước có khác không? Có lúc thì nhảy quá này, lúc thì rất bình thường đấy, nhảy quá chạm này. Sao tỉnh tiếng Trung sao? Không biết CD tiếng Trung ra con này bản Trung bản gì nữa. Kệ hôm. Rồi, à, tự nhảy đúng hôm này. Không biết cái hôm. LLA mà IMEI 821. Để bệnh bạn, đại đúng hôm tự nhảy này. Ok, bây giờ tháo ra test vào xem full chức năng ra mất gì nữa không nhá mọi người nhá. Sáng hôm làm sao này. Nước vào gì đây này. Chắc gì mất cả mắc lực rồi. Lỗi rồi. Vẫn nhận là may rồi, cảm ứng lực chập chờn lúc đó nó lúc không bấm nặng tay à nhẹ tay lại được luôn. Không tháo cẩn thận nha mọi người nha, chặt cửa nha, cho nước vừa cho nhiều quá là tràn xuống màn hình là chết dở ấy nha. Gì hết rồi đây. Tôi cảm ứng lực đây. Đi rồi đây. Đứt hôm trước vừa câu đoạn này, đứt từ chỗ này là nhiều này. Nhưng còn lại không thấy đứt, không thấy vết gì cả, hay hỏng cái cục này cả. Vệ sinh sạch sạch tí xem nào. Chân connect cũng khá đẹp chứ chẳng thấy bị gì cả, khá sạch. Không hề thối chân nào nha, nhìn này tôi không thối chân nào nha. Hôm lúc bấm được lúc không, lúc bấm chỉ nhẹ quá nhạy quá do cái mặt này này, có hai cái dây đi vào đây. Đó, đi vào con đi xe bấm đây thế mà nó lại không bấm được, à bấm được nhạy quá. Để lắp vào test lại thử xem ổn không nha, lắm bệnh quá. Nhưng thôi cơ bản là như thế vẫn dùng được, vệ sinh sạch rồi, gì hết cả đây. Đồ lắp cẩn thận mọi người nha, đứt cổ này rất dễ đứt này. Cổ này thôi xong này.
phải đóng pin và test thử ra ngoài làm sao nha. Nên tàu tàu mở cửa đây. Pin còn hết đây. Chờ nút hôm nào bấm được không? Ta lên cái khay sim của nó rồi. Ta thử sim luôn nào. Đây khay sim gì trắng xóa đây. Nhưng bây giờ sim đây 3821 trùng không? Nếu trùng không? Pin gần hết còn 4%. Trùng mấy không? Sao vẫn nhảy à? Trùng mây 821 và 821 nhìn nào và 821 này vẫn còn mốc đầy này. Đấy, gì đây cạo đi không sạch đâu. Thế nào cạo cạo đi lắp phải cái sim rồi. Đây, mốc hai mặt chọc sơn là trắng ra luôn. Khai nhôm mà khai nhôm mà chọc sơn ra rồi lắp xem nhận sim không nhá. 3821 tao mày một trùng mây luôn mà máy có vẻ máy tàu đóng nhưng mà đóng thiếu khai sim mà thiếu cái dòng cao su xung quanh có gì mà chắc treo sao lại báo không có sim này rồi bay lên đi. Báo không có sim kìa. Số bạn không may mắn à. Sao em sống ấy chọc ở đây rồi. Nếu có gì cò sim nào khởi động lại cái xem nào. Không nhận sim nó toi à. Nhận rồi. Ô, lên sóng nha. Có sim có vấn đề nha. Lên 3G luôn nha. Wi-Fi lên không? Nó bật cho Wi-Fi không? Quay chặn lên home à? Không mất luôn. Ở đâu? Vẫn được đấy. Lúc nhạy quá, có lúc nhạy quá. Có lúc ấn nhẹ được, có lúc nhạy quá không bấm được. Nhạy quá. Đây là room cho mạnh nặng ở đâu nhỉ? Sửa sau đi. Ôi, như này là vẫn dùng được nhé. Cơ bản là xong rồi đúng không? Nhạy quá như này là ổn, cơ bản là lên rồi. Bây giờ có báo sửa tiếp thì sửa thôi. Như này là về cơ bản là đã dùng bình thường rồi, vân tay vẫn còn nhé.